Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô là Quỳnh Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đồng hành trong một tác phẩm khác của chương trình ngữ văn lớp 10 học kỳ 2. Đó là tác phẩm Hiện tại là nguyên khí quốc gia. Như chúng ta đã học ở những bài học trước, trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, yếu tố con người đã được đề cao, đã được xem như là một yếu tố quan trọng. Và con người tài đức, con người tài năng, đức độ lại là những báu vật của một quốc gia. Và hiểu được tầm quan trọng của con người cũng như là hiền tài thì Thân Nhân Chung đã chỉ ra rằng hiền tài là nguyên khí của quốc gia, một yếu tố rất quan trọng. Đối với tác phẩm này, chúng ta sẽ đi sơ lược những nét cơ bản về con người, cuộc đời của tác giả Thân Nhân Chung. Chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh ra đời cũng như là xuất xứ của tác phẩm Hiện tại là nguyên khí quốc gia. Sau đó, chúng ta sẽ cùng với cô phân tích tác phẩm này để hiểu, thứ nhất, vai trò của hiện tài là gì? Thứ hai, vì trân trọng hiện tài, vì trân trọng tài năng của họ, nên chúng ta đã khắc bia tiến sĩ xem như một cách để ghi nhận tài đức của những con người này. Thế thì, việc khắc bia tiến sĩ có vai trò và ý nghĩa như thế nào? Từ đó, chúng ta sẽ rút ra được những bài học lịch sử của việc khắc bia tiến sĩ. Đầu tiên, cô và các em sẽ đi sơ lược những nét cơ bản nhất về cuộc đời của tác giả Thân Nhân Chung. Ông sinh năm 1418, mất năm 1499. Ông vốn xuất thân ở Bắc Giang và có thể nói Thân Nhân Chung vừa là người có tài cao học rộng, nhưng đồng thời ông cũng là một người có cái tâm với đất nước. Thân Nhân Chung luôn đau đáu một cái suy nghĩ rằng làm cách nào để ghi nhận công đức của những người tài năng, đức độ. Và ông đã đỗ tiến sĩ vào năm 1469. Ông thường được vua Lê Thánh Tông mời vào hầu bút, và đến khi mà vua Lê Thánh Tông thành lập hội Tao Đàn thì ông đã được phong là Tao Đàn Phó Nguyên Soái. Với tác phẩm Hiện tài là nguyên khí quốc gia, thể loại của nó là văn bia, tức là những tác phẩm thường được khắc lên bia đá để truyền đến đời sau. Ngày hôm nay, khi các em đến với văn miếu Quốc Tử Giám, các em vẫn thấy những bia tiến sĩ vẫn còn ở đó như một cách để ghi nhận tài năng, ghi nhận công đức của những người đời trước. Tác phẩm này được viết năm 1484, thời vua Hồng Đức, để ghi nhận cũng như là tôn vinh những người đã đỗ tiến sĩ trong khoa thi Nhâm Tuất. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu những nét cơ bản nhất về tác phẩm Hiện tài là nguyên khí quốc gia, hiểu những nét cơ bản về cuộc đời của tác giả Thân Nhân Chung, cũng như biết được thể loại và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Xin chào!